cái gì ta, à, bên bên nó hai thằng, một thằng Zack quay tay, một thằng Yasuo nó đứng chặn tường, nó không bắn được, mà hai thằng đó đều xanh mới ghê. Rồi bắn chuyện kế tiếp. Mùa thu ấy ra đi từ mãi tranh có người đây. Đổi đội đâu sống tên anh khắc vào đá núi rồi mây ngàn hoa mộng. mù tèn này á, do bắn chi kích, chi kích tiếp, chi kích tiếp. Ủa cái đạn Zumbai à? Thôi Zumbai tôi không chơi đâu, lâu lắm. Zumbai đấu đội đâu, giờ bắn đấu độ nó mới nhanh, nhưng bay nó lâu lắm. Xuống này chơi cũng được nhỉ. Chết cha. Chết thuận, chết thuận. AFK nhiều vậy. Bên này AFK hết rồi. Ôi bom. Đẹp bị móc rồi. Súng này súng gì đây? Súng này Sida quá. Rồi, đổi B3 đi. Súng này là ngon. Mình thích súng này. Thompson là chỉ đi bắn cái kia thôi, Thompson bắn cái này không được. Thế là sao? Double kill. Triple kill. Chừng bắn hết sao đây. Hai trăm mạng lên hả? Tùm tùm lum các kiểu vậy. Ôi về 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 bích tướng ra vét ra vét ra vét nó khóa rồi nó cái gì từ từ bích tướng con gì ta bích con gì bây giờ đi rừng đếp biết đi rừng gì đại đi cái le đi Fire in the
Thì le đi. Sao giật dữ ta? Hạ cái liên minh xuống rồi. Nãy giờ không có lấn sân qua bên đó được. Nãy giờ mình không có lấn sân qua bên kia được ta. Thôi đi bên trái đi. Bên phải nó mạnh quá. Sắp lấy AC rồi, đáng lên. Thì chứ nó đang bất tử, bắn không được á. Cái súng này đi càn cơ. Trời ơi, lại chấp thuận nữa. Thiệt tình. Trời ơi, chấp thuận nữa. Như hoài ấy. Cấm con tướng hay cấm tướng xong nó lắc kinh khủng luôn. Thằng kia nó bị lắc, sao bắn hoài không chết vậy? Lắc bà. Ai? Thiệt bắn 200 mạng lâu quá. Thôi, tí bắn tiếp. Tập trung chơi game cả. Tập trung vô chơi Liên Minh cả.